Phạm Vinh và Triệu Ngân. Xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay thứ Bảy, 9 tây tháng 11 năm 2024, Phạm Vinh và Triệu Ngân xin kính chúc quý vị và các bạn một cuối tuần nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và dự báo thời tiết. Nhóm chuyển giao của Trump đang tăng tốc, Bộ trưởng Quốc phòng ra lệnh, quân đội bảo đảm chuyển giao chính quyền suôn sẻ. Máy bay Boeing cất cánh từ Sydney bị nổ động cơ. Elon Musk cùng tham gia cuộc điện thoại giữa ông Trump với ông Zelensky. Một số phụ huynh đang phản đối lệnh cấm điện thoại di động tại khu vực trường học Florida. Chó robot tuần tra quanh dinh thự Mar-a-Lago sau khi ông Trump đắc cử tổng thống. Tới ở nhà bạn tại Fontana bị hai con chó Pitbull cắn chết. Ông Trump trở lại tòa Bạch Ốc, thị trường tiền kỹ thuật số ăn mừng. Ba người bị bắt vì có dính líu trong vụ ca sĩ Liam Payne té lầu chết ở Argentina. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức trên kênh YouTube Vinh Channel. Vừa rồi là phần tin chính trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Nhóm chuyển giao của Trump đang tăng tốc, Bộ trưởng Quốc phòng ra lệnh quân đội bảo đảm chuyển giao chính quyền suôn sẻ. Tin từ Washington DC, hôm thứ Năm 7 tây tháng 11, ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra lệnh quân đội bảo đảm chuyển giao chính quyền suôn sẻ cho Tổng thống đắc cử Donald Trump, theo AP. Trong thông báo gửi nhân viên Bộ Quốc phòng hôm thứ Năm, ông Austin nhấn mạnh, quân đội sẽ không dính líu tới chính trị và sẵn sàng thi hành tất cả mệnh lệnh hợp pháp. Mặc dù những thông báo như vậy là hiếm, nhưng không phải đây là lần đầu Bộ trưởng Quốc phòng nhắc nhở quân đội về bổn phận tuân thủ hiến pháp liên quan tới việc chuyển giao quyền lực dưới thời ông Trump. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết, chúng tôi sẽ tập trung vào việc thực hiện quá trình chuyển đổi suôn sẻ, bình tĩnh và chuyên nghiệp. Ông Austin nhắc nhở tất cả các quân nhân rằng họ đã tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ hiến pháp và quý vị sẽ tiếp tục làm đúng như vậy. Sau khi cuộc bầu cử kết thúc, Tổng thống đắc cử Donald Trump đang thành lập một đội ngũ lãnh đạo để tham gia chính quyền của ông vào tháng 1 năm 2025 tới đây. Máy bay Boeing cất cánh từ Sydney bị nổ động cơ. Tin từ Sydney, Úc. Theo nguồn tin từ CNN đưa tin, một phi cơ của hãng hàng không Qantas Airways đi Brisbane bị hư động cơ sau khi cất cánh vào hôm thứ Sáu, 8 tháng 11 và bay một vòng trên bầu trời trước khi quay về phi trường Sydney an toàn. Hãng hàng không Úc cho biết, Mark Grigasi, một phóng viên đài truyền hình quốc gia ABC có mặt trên chuyến bay cho biết, phi cơ chao đảo đáng kể sau khi phát ra tiếng ồn lớn, dường như là một trong hai động cơ gặp trục trặc. Sau đó tôi có cảm tưởng như phi cơ phải cố gắng để cất cánh hoặc bay lên đúng cao độ, Willacy cho biết. Qantas chưa biết số lượng hành khách hoặc phi hành đoàn trên chuyến phi cơ thuộc loại thân hẹp trong chuyến bay. Trang mạng của Qantas cho biết phi cơ có 12 ghế hạng thương gia và 162 ghế phổ thông. Hãng hàng không cho biết các kỹ sư Qantas tiến hành kiểm tra động cơ sơ bộ và xác nhận rằng động cơ bị hư từ bên trong, tức là các bộ phận của động cơ được gắn bên trong, vẫn nằm trong lớp vỏ bảo vệ được thiết kế để giữ cho động cơ an toàn. Chuyến bay QF520 của Qantas cất cánh từ Sydney từ lúc 12h35 chiều, tức 8h35 tối thứ Năm giờ miền Đông Hoa Kỳ, bay lòng vòng vài lần rồi chuyển hướng hạ cánh xuống Sydney. Dữ liệu theo dõi từ Flight Radar 24 cho thấy. Elon Musk cùng tham gia cuộc điện thoại giữa ông Trump với ông Zelensky. Tin từ Washington DC, giới chức Ukraine cao cấp xác nhận với hãng tin AFP rằng vào hôm thứ Sáu 8 tháng 11, tỷ phú Elon Musk đã tham gia cuộc điện thoại giữa ông Donald Trump với ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, sau khi ông Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ. Tôi xác nhận chuyện đó, giới chức này nói với AFP, yêu cầu giấu tên. Người này cho biết thêm rằng thông tin trên báo mạng Axios của Mỹ về cuộc điện thoại hôm thứ Tư là chính xác. Ông Musk, người giàu nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, tự bỏ tiền túi hơn 110 triệu đô la để giúp ông Trump thắng cử. Ông Trump từng cho hay ông muốn giao ông Musk chức vụ cố vấn nào đó trong chính quyền mới của ông. Việc ông Musk có mặt trong cuộc gọi chính thức giữa ông Trump với ông Zelensky
chứng tỏ ông rất thân cận với vị tổng thống đắc cử. Một giới chức Ukraine cao cấp khác cũng xác nhận với AFP, ông Musk đã tham gia cuộc điện thoại đó. Ông Zelensky cảm ơn ông Musk về Starlink. Họ nói chuyện ngắn gọn, người này cho hay. Trước đó, ông Zelensky loan báo ông và ông Trump có cuộc điện thoại rất tốt. Trong đó, ông chúc mừng ông Trump về thắng lợi lớn lao và họ đồng ý duy trì đối thoại thân thiết và gia tăng hợp tác. Ông Zelensky không nhắc tới việc nói chuyện với ông Musk. Một số phụ huynh đang phản đối lệnh cấm điện thoại di động tại khu vực trường học Florida. Không có gì ngạc nhiên khi học sinh phản đối lệnh cấm điện thoại di động trong lớp học. Nhưng những người quản lý trường học ở một quận Nam Florida đang nỗ lực kéo mắt học sinh ra khỏi màn hình và cũng đang phải đối mặt với sự phản đối từ một nhóm khác, đó là phụ huynh. Kể từ đầu năm 2024, vào tháng 8, học sinh tại trường công lập quận Broward, quận lớn thứ 6 của cả nước, đã bị cấm sử dụng điện thoại di động trong giờ học, kể cả giờ ăn trưa và giờ giải lao, trừ khi được phép đặc biệt. Các trường học này là một trong nhiều trường trên khắp đất nước đang vật lộn với việc làm thế nào để hạn chế việc sử dụng điện thoại di động vào thời điểm mà các chuyên gia cho biết việc sử dụng mạng xã hội ở giới trẻ gần như đã trở nên phổ biến và thời gian sử dụng màn hình có liên quan đến tỷ lệ lo âu và trầm cảm cao hơn ở trẻ em. Nhưng một cuộc khảo sát do học khu chánh Nam Florida gửi đi vào mùa thu năm nay cho thấy trong số hơn 70.000 học sinh, giáo viên và phụ huynh được khảo sát, gần 1/5 phụ huynh tin rằng lệnh cấm điện thoại di động đang có tác dụng tiêu cực đến sức khỏe của học sinh. Một số những mối lo ngại hàng đầu của học sinh và phụ huynh được khảo sát là không thể giao tiếp với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trong trường hợp khẩn cấp. Nỗi lo lắng này ảnh hưởng sâu sắc đến khu vực có trường trung học Marjory Stoneman Douglas, nơi xảy ra vụ xả súng năm 2018, khiến 17 người thiệt mạng. Chó robot tuần tra quanh dinh thự Mar-a-Lago sau khi ông Trump đắc cử tổng thống. An ninh tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida được tăng cường thêm với chó robot và xuồng tuần tra liên tục sau khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Trong video Reuters đăng ngày 8 tháng 11 cho thấy, một con chó robot được triển khai đi tuần xung quanh khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Xuồng tuần tra và cảnh sát có vũ trang cũng liên tục xuất hiện bên ngoài khu phức hợp. Sau khi đắc cử hôm 6 tây tháng 11, ông Trump vẫn hạn chế xuất hiện trước công chúng. Ông chủ yếu nhận thông điệp chúc mừng, trả lời phỏng vấn ngắn qua điện thoại và bắt đầu thảo luận về quá trình thiết lập chính quyền mới. Theo giám đốc truyền thông của cơ quan mật vụ Mỹ Anthony Gallimi, ông Trump vốn nhận được mức bảo vệ cao và các biện pháp an ninh sẽ tiếp tục được tăng cường sau khi ông đắc cử tổng thống. Ông Gallimi nói, chúng tôi không thể chia sẻ thông tin chi tiết để đảm bảo hoạt động, nhưng các thành viên gia đình và nhân viên điều hành của tổng thống đắc cử cũng có thể được bảo vệ theo luật liên bang. Ông cũng nói thêm, chúng tôi đang củng cố các biện pháp an ninh quanh hạt Palm Beach, Florida và thành phố New York. Tới ở nhà bạn tại Fontana, một phụ nữ bị hai con chó Pitbull cắn thiệt mạng. Tin từ Fontana, California, theo The Press Enterprise, hôm thứ Sáu 8 tháng 11, một phụ nữ thiệt mạng sau khi bị hai con chó Pitbull trong căn nhà ở Fontana, nơi bà đang ở, đã bị cắn trúng cổ vào cuối tuần qua, cảnh sát loan báo. Hôm Chủ nhật, bà Jonita L. Sanchez, 35 tuổi, bị hai con chó cắn bị thương, rồi sau đó được công bố đã qua đời trong bệnh viện Arrowhead Regional Medical Center ở Canton. Cùng ngày trong hôm đó, văn phòng giáo nghiệm tử thi San Bernardino công bố. Hồi vài tháng trước, gia đình ở nhà đó đem 4 con chó Pitbull đi lạc về nuôi. Trung sĩ Nathan Whiskey, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Fontana cho biết, sau đó gia đình này mời bà Sanchez, bạn của họ tới ở chung. Trước khi xảy ra sự việc, bà Sanchez không có vấn đề gì với những con chó đó, theo ông Whiskey. Nhưng hôm Chủ nhật vừa qua, khoảng 3 giờ sáng, bà Sanchez và một người khác trong nhà đó đang ở ngoài sân sau thì hai con chó Pitbull bất thình lình nhào tới cắn cổ bà. Hai người khác cũng đã bị thương khi cố giải cứu bà Sanchez. Họ cố hết sức lôi chúng ra khỏi bà. Ông Whiskey cho hay, nhân viên kiểm soát thú vật đã tiêm thuốc cho hai con chó đó chết. Ông cho biết, điều tra viên đề nghị không truy tố người nào trong vụ này
và cho đây chỉ là tai nạn vô cùng bi thảm, theo ông Whisky. Ông Trump trở lại tòa Bạch Ốc, thị trường tiền kỹ thuật số ăn mừng. Theo Wire, trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, các lãnh đạo trong ngành công nghệ này đã kỳ vọng rất nhiều vào chiến thắng của ông Donald Trump, bởi ông là ứng viên có thái độ thân thiện và ủng hộ tiền mã hóa công khai so với đối thủ của mình là bà Kamala Harris. Nói chuyện với Wire, Nick Carter, đối tác tại quỹ đầu tư mạo hiểm Castle Island Ventures, không giấu nổi sự nhẹ nhõm khi nghe tin ông Donald Trump tái đắc cử. Cuộc bầu cử này thực sự mang tính sống còn với tiền mã hóa ở Mỹ. Chúng tôi đã phải xây dựng công ty trong tình trạng bị trói một tay, Carter chia sẻ. Trong suốt chiến dịch, ông Trump không ngừng tiếp cận các nhà đầu tư tiền mã hóa. Trong một sự kiện vào tháng 7 tại Tennessee, ông Trump đã hứa sẽ biến Mỹ trở thành cường quốc khai thác Bitcoin và dự trữ Bitcoin quốc gia. Ông cũng hứa hẹn thành lập một hội đồng cố vấn về Bitcoin nếu tái đắc cử và khẳng định sẽ biến Mỹ thành thủ phủ tiền mã hóa của hành tinh. Tháng 10, ông công bố nền tảng tài chính tiền mã hóa riêng có tên World Liberty Financial. Vị tổng thống tương lai hứa hẹn cung cấp các dịch vụ cho vay và mượn tiền trực tiếp, dù thông tin chi tiết chưa được tiết lộ. Theo lời Peter McCormack, người dẫn chương trình Postcard What Bitcoin Did, Trump là lựa chọn duy nhất cho những ai muốn phát triển tiền tệ mạnh mẽ thông qua Bitcoin. Ba người bị bắt vì có dính líu trong vụ ca sĩ Liam Payne té lầu tử vong ở Argentina. Tin từ Buenos Aires, Argentina, theo NBC News, ba người bị bắt và bị truy tố trong vụ ca sĩ người Anh Liam Payne, cựu thành viên ban nhạc One Direction, té lầu tử vong ở Argentina. Công tố viên loan báo hôm thứ Năm 7 tháng 11, một người ở cùng với Payne mỗi ngày bị truy tố bỏ rơi người khác tới chết. Công tố viên Henry Maria ra thông báo cho hay, một nhân viên tại khách sạn bị cáo buộc cung cấp ma túy cho Payne hai lần khi anh ở khách sạn đó, và một người khác cũng bị cáo buộc cung cấp ma túy cho anh hai lần hôm 14 tháng 10. Ông Maria cho biết, cả hai đều bị truy tố hai tội danh cung cấp ma túy cho Payne. Theo ông Maria, ca sĩ Payne, 31 tuổi, thiệt mạng sau khi bị té từ ban công khách sạn ở thủ đô Buenos Aires hôm 16 tháng 10, theo kết quả xét nghiệm độc tố trong vòng 72 tiếng trước khi Payne qua đời. Trong cơ thể anh có rượu, cocaine, thuốc trầm cảm có toa bác sĩ, ông Masri cho hay. Payne thiệt mạng do đa chấn thương và xuất huyết cả nội lẫn ngoại vì té từ ban công tầng 3 của khách sạn, ông Masri cho biết. Và sau đây là phần tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết Chủ nhật 10 tháng 11 năm 2024, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 19 phút sáng và mặt trời lặn vào lúc 4 giờ 51 phút chiều. Một phần có mây, nhiệt độ cao 68 độ F, gió hướng Nam Tây Nam thổi với tốc độ 5 đến 10 dặm một giờ, độ ẩm 39% và chỉ số UV cho thấy 4 trên 11. Vào ban đêm, trăng lên vào lúc 1 giờ 47 phút chiều và trăng lặn vào lúc 12 giờ 16 phút sáng. Bầu trời có vài đám mây vào ban đêm, nhiệt độ thấp 49 độ F, gió nhẹ và thay đổi, độ ẩm 80% và chỉ số UV cho thấy 0 trên 11. Dự báo thời tiết này áp dụng cho các khu vực lân cận Fountain Valley, Huntington Beach, Westminster, Santa Ana và Garden Grove thuộc tiểu bang California. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin thời tiết ngày mai. Phạm Vinh và Triệu Ngân xin cảm ơn quý vị và các bạn đã vừa xem bản tin của Vinh Channel. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích, cho Vinh Channel xin một like và một subscribe. Nếu quý vị và các bạn chưa ghi danh với Vinh Channel, xin hãy ghi danh để mỗi khi có video mới của Vinh Channel, quý vị sẽ được thông báo sớm nhất. Xin chân thành cảm tạ quý vị và các bạn rất nhiều đã ủng hộ Vinh Channel.